Tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị Thụy Sĩ đóng băng từ tháng 3 năm ngoái và có thể được dùng cho việc tái thiết Ukraine. Trong báo cáo công bố hôm 10 tháng 5 về hoạt động trừng phạt Nga, Thụy Sĩ cho biết đang giữ 7,4 tỷ franc 8,32 tỷ đô la Mỹ tài sản và dự trữ thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Báo cáo này được công bố hàng quý. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết số tài sản trên đã bị đóng băng từ ngày 25 tháng 3 năm ngoái. Khi đó, toàn bộ giao dịch liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nga bị cấm sau chiến dịch quân sự tại Ukraine. 7,4 tỷ franc Thụy Sĩ này cũng khác với 7,5 tỷ franc tài sản mà Thụy Sĩ đã phong tỏa do liên quan đến các cá nhân, công ty và thực thể bị trừng phạt. Khoản 7,5 tỷ franc trên được nước này công bố hồi tháng 4. Khi đó, Helen Batliger-Attida, Giám đốc Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ, SECO, nói với Neue Zürcher Zeitung rằng con số trên tương đương khoảng 1/3 tổng số 21,5 tỷ euro, 23,4 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị đóng băng trên khắp Liên minh châu Âu EU. Nga cho biết họ hiện bị phong tỏa tổng cộng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tháng trước, tờ Handelszeitung đưa tin G7 đề nghị Thụy Sĩ tích cực hơn trong việc đóng băng tài sản của các tài phiệt Nga. Tuy nhiên, không như Mỹ, Anh và EU, nước này không có lực lượng chuyên trách để thực thi trừng phạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Thụy Sĩ tuân thủ nghiêm ngặt luật sở hữu. Chừng nào hành vi sai trái không thể được chứng minh, việc thu giữ tài sản người Nga sẽ là phạm pháp. Thụy Sĩ có truyền thống trung lập. Họ không phải thành viên EU nhưng vẫn tuân thủ các gói trừng phạt của liên minh với Nga. Thụy Sĩ cho biết vẫn đang thảo luận với EU về việc có nên đầu tư số tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga không, để có nguồn tài chính tái thiết Ukraine. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.